Chào Nhật, chào cả nhà. Em giới thiệu cả nhà tiếp cái máy rửa bát Panasonic TR5. Đợt này thì máy rửa bát nó bán rất là chạy các bác ơi. Vào mùa rồi, bắt đầu thì cái lượng các bác mua máy khá là nhiều luôn, vì giá thành thời điểm này nó cũng rất hợp lý các bác nhé. Giá thành hợp lý hơn 3 triệu thôi, các bác có một cái chiếc TR5 rồi. Nhiều bác mua trên Shopee em thấy họ bán rất là cao, cao kinh khủng luôn. Đấy. Và mà giá mà cao ngất ngưởng. Rất tiếc cho các bác nào mà không biết đến cái kênh YouTube của em, thì nhiều bác mua trên Shopee em cũng lướt qua, em thấy giá nó trên trời. Hiện tại thì giá máy rửa bát nó đang chạm đáy rồi các bác ạ, rất là thấp rồi. Về bọn em dọn trực tiếp, nhập hàng từ Nhật về dọn trực tiếp có nhất, thì là giá thành nó làm sao nó cân đối xuống rẻ nhất cho các bác luôn. Một con TR5 này rất là đẹp, mã số 3 nhé, bên em bán là 3 triệu 2, các bác bảo hành 1 năm. Thì các bác mua ở trên kênh của YouTube của em thì mình có cái cơ sở mình giao dịch qua Zalo, số điện thoại này nhé. Vấn đề gì thì các bác cứ alo thôi, thì nó rất là dễ trong vấn đề bảo hành. Bên em bán máy thì bác nó chuyên nghiệp mà, giá thành nó rất là hợp lý. Mình có thể tham khảo thoải mái các cái nguồn kênh, chỗ nào mà hợp lý, bảo hành tốt, máy ngon lành thì các bác cứ mua thôi. Đấy. Còn trong bán hàng online mà nó rất là nhiều người bán các bạn, cũng rất là mong là các bác nào đang có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em. Đấy, một con TR5 khá là đẹp các bạn nhé. Giá riêng cái dòng chỉ ok, ngon lành luôn. Đấy, rất là sạch sẽ các bạn nhé. Nói chung máy rửa bát thời điểm này thì nó quá rẻ, 3 triệu 2 các bác có một cái máy rửa bát cho gia đình rồi, dùng chục năm, 20 năm chả phải nghĩ các bác, vì bọn này nó lành bền lắm, linh kiện của nó thì rất là dễ thay thế, dễ sửa chữa, gần như là ai cũng làm được. Đấy. Thì các bác chỉ cần biết qua cái là, chỉ qua cái là các bác biết thôi. TR5 các bác nhé. Econavi này, hẹn giờ này, thời gian sấy thế này. À đây, cái đèn này nhiều bác hỏi là cái đèn gì thì nói các bác luôn, nó là cái đèn giữ khô bát đũa nhé. Ví dụ như vào mùa nồm miền Bắc đấy, các bác muốn bát đũa của mình khô cả ngày thì các bác bấm thêm cái này, thì nó thỉnh thoảng nó sẽ sấy bát đũa cho nó khô lên. Đấy, rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C này, có sấy riêng biệt này. Các bác cứ chuyển ấn dần dần này thôi. Cả đèn chương trình rửa tắt này, bật. Đấy. Các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.